Dung dịch nước vô trong để lâu trong không khí thì khả năng dẫn điện của dung dịch sẽ là, ở đây nước vô trong chúng ta là Ca, OH tất cả hai. Chúng ta thằng này là chất điện ly mạnh bởi vì nó là ba dơ mạnh, nó sẽ biến thành Ca2 cộng cộng cho 2OH trừ. Bây giờ ở đây để làm được câu này thì chúng ta lưu ý cho thầy đó là gì? Ở đây mình chọn nồng độ của thằng này là 1m. Thì chuyển qua bên này nó sẽ là 2m. OH trừ bây giờ, xin lỗi đây là 1m. OH trừ bây giờ là 2m. Ở đây chúng ta có nồng độ ion. Tổng nồng độ ion bây giờ sẽ bằng 1 cộng cho 2. 1 cộng 2 là bằng 3m. Khi chúng ta cho khí trong không khí thì có khí CO2 và hơi nước. Bản chất đó là gì? CO2 chúng ta sẽ đi tác dụng với CaOH lần để tạo thành CaC3 và nước. Đây, tác dụng với CO2 có trong không khí để tạo thành CaCO3 cộng cho H2O. Nồng độ của CaOH lần là 1m. Em chuyển qua bên này thì CaCO3 chúng ta là 1m. Tiếp tục của chúng ta đó là gì? Cái thằng CaCO3 này chúng ta sẽ điền ly ở chỗ này, CaCO3 chúng ta sẽ điền ly, nó là muối thì nó điền ly hoàn toàn là thành Ca2 cộng cộng cho CO3 2 trừ. Như vậy ở đây ta có nè, cái nồng độ của CaCO3 chúng ta là 1m, thì Ca2 cộng bây giờ là 1m, thằng này là 1m. Như vậy tổng nồng độ ion, ion bây giờ sẽ bằng 1 cộng cho 1 và đây bằng 2m. Tuy nhiên phản ứng tới đây không dừng lại, mà không biết rồi, trong không khí thì nếu oxy CO2 dư thì CO2 chúng ta sẽ tan cái tụ của CaCO3, nó sẽ tác dụng tiếp để tạo thành Ca HCO3 HCO3 tất cả hai. Nồng độ của thằng này là 1m. Chuyển qua bên này, CaH3 tất cả hai lần là 1m. Và cái đó, cái thằng CaH3 tất cả hai lần 1m này nó sẽ bị điện ly. Nó điện ly tạo thành Ca2 cộng cộng cho 2HCO3 trừ. Bây giờ chúng ta khảo sát đồ dẫn điện. Ở đây nồng độ của thằng này là 1m. Chuyển qua bên này, nó sẽ là 1m. Thằng này là 2m. Tổng nồng độ ion bây giờ sẽ là 1 cộng cho 2, ở đây tính là bằng 3m. Như vậy em nhìn thấy nè, chúng ta quan tâm tới ba con số. Con số đầu tiên đó là 3m, thứ hai là 2m, và cuối cùng là 3m. Như vậy đây ta cho là 1, ở vị trí này cho là 2, cuối cùng đây là cho là 3. Như vậy chúng ta thấy là gì? 1, 1 của chúng ta sẽ lớn hơn 2 và nhỏ hơn mấy? Đây, 1 nè lớn hơn 2, nhưng 2 bây giờ như thế nào với 3? 2 bây giờ nhỏ hơn 3. Điều này chứng tỏ là gì? 3 vì 2 là gì? Đoạn đầu là gì? Giảm. Đoạn sau là gì? Tăng. Như vậy đồ dẫn điện theo thứ tự lấy đi gì? Đầu tiên, đoạn đầu là giảm, sau đó nó sẽ là tăng. Như vậy có đúng bây giờ mình chọn đó là gì? Đây, lúc đầu giảm sau đó tăng, có đúng bây giờ mình chọn là câu A, chọn A.